điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này kênh tự Gia Phát chia sẻ với anh chị về dòng cân điện tử KDT-PED chuyên cân mũ cao su mà kết nối được với một bảng đèn thì lớn treo lên tường anh chị ha. Trong lĩnh vực cân mũ cao su thì chắc hẳn anh chị sẽ không xa lạ gì với dòng cân KDT-PED này đâu. Tuy nhiên qua video này thì anh chị có thêm một thông tin nữa rằng là cân điện tử này có thể lắp thêm một cái bảng đèn nữa treo lên tường á, để con số hiển thị ra nó to hơn, nó rõ ràng hơn. Và lúc đó người mua và bán không cần phải đứng gần nhau nữa và chúng ta dễ dàng đọc số được. Như vậy vấn đề đặt ra là như thế này: nếu anh chị mà chưa có nguyên một cái bộ cân này thì anh chị sẽ mua một cái cân và một cái bảng đèn và thêm cái sợi dây cáp kết nối giữa cái cân bảng đèn á, thì lúc đó anh chị sẽ đo thực tế là từ cái cân tới bảng đèn là bao nhiêu mét, thì cân tự do sẽ đo đúng cái kích thước đó và sẽ làm cho anh chị nguyên một cân như thế này với cái chiều dài thực tế của anh chị đang cần. Còn nếu như mà anh chị đang sử dụng một cái cân điện tử KDT-PED này rồi và qua video này thì thấy cái bảng đèn này nó hợp lý quá, mình cần nó, thì anh chị cứ gọi đến cân tự Gia Phát đi. Cân tự Gia Phát sẽ hỏi lại là thực ra là anh chị đang cần một bảng đèn và một cái sợi dây cáp nữa, thì cái khoảng cách từ bảng đèn tới cái cân á là bao nhiêu mét, 5 mét, 3 mét, 10 mét, thì cân điện tử Gia Phát cũng sẽ làm đúng cái sợi dây đó với kích thước đó, với chiều dài đó và gửi cái bảng đèn cùng sợi dây cáp đó cho anh chị. Anh chị về dễ dàng lắp đặt lắm, chỉ cần treo cái bảng đèn lên tường, cắm vô điện 220 bình thường của mình và dây cáp thì một đầu cắm với bảng đèn, một đầu cắm với cân, và thế là nó sẽ hoạt động trơn tru, nó sẽ hiển thị đồng thời con số trên cái cân là sao thì bảng đèn nó y chang vậy. Tất cả mọi thứ nó đơn giản như vậy đó anh chị ạ. Và một thông tin nữa là cái bảng đèn này nó sử dụng điện anh chị ha, có nghĩa là mình phải cắm điện cho nó. Một ngày kia mà lỡ như cúp điện thì nó không sáng, nhưng mà cái cân của mình là sử dụng pin sạc, cho nên là ví dụ như có cúp điện mà chúng ta đang kinh doanh mà cân nó còn pin thì mình vẫn cứ cân đo đồ mũ bình thường. Và chốt lại thông tin là như thế này, mà nếu anh chị xem xong video này mà cảm thấy cần nguyên cái bộ cân bao gồm cái cân cộng với bảng đèn này, hoặc là anh chị đã có cân rồi mà cần mua thêm bảng đèn, thì cứ gọi nhanh đến số hotline hiển thị trong màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân tự Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gặp với anh chị và giao cân nhanh nhất đó anh chị ạ. Và nếu mà xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này là hữu ích thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những clip mới nhất từ kênh Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử anh chị ha. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.